Hai chữ khái quát toàn bộ Người lái đò sông Đà của nhà văn Nguyễn Tuân, phần 1. Người lái đò sông Đà rất dài, nhưng nếu nhớ được hai chữ này thì toàn bộ kiến thức nằm trong tầm tay. Nguyên tắc xây dựng hình tượng con sông Đà và hình tượng người lái đò, phong cách nghệ thuật và cái tôi của Nguyễn Tuân đều được gói trọn trong hai chữ kỳ và tuyệt. Kỳ chỉ sự kỳ lạ, kỳ diệu, khác biệt. Tuyệt để chỉ cái tuyệt đích, phi thường, độc đáo, không phải cái bằng bằng, nhạt nhòa. Nhìn theo nghĩa đó, xét hình tượng con sông Đà đó quả là một kỳ quan với những chốn kỳ địa, kỳ hình, kỳ thanh, kỳ sắc tuyệt hiểm mà cũng tuyệt mỹ vô cùng. Chứng minh luôn nhé, trước hết đó là một kỳ quan độc đáo của vùng Tây Bắc mà độc đáo trong hướng chảy, độc bắc lưu khác biệt của nó. Thứ hai, ở đoạn thượng nguồn với ba địa điểm, đá bờ sông, mặt gạch ngắt lóng, tà mừng vát có thể gọi chung đều là chốn kỳ địa. Chẳng nơi nào mà ta lại thấy quặng đá bờ sông dựng cao chắn cánh mặt trời, mặt gành dữ dội như sóng thần, nước sóng đá gió biết xô vồ mãnh liệt. Những cái hút nước thì ghê gớm như miệng thủy quái, như cạm bẫy răng kín đặc trên mặt sông ăn chết những con thuyền. Thứ ba, đó là đoạn thác đá phải dùng đến ba chữ kỳ để miêu tả. Từ xa đã nghe những kỳ thanh ghê gớm man dợ như tiếng giống của châu mộng, đến gần thì là kỳ trận hiểm hóc với ba vòng tử địa, những kỳ thạch không giữ như lũ binh tướng khát máu. Tóm lại, nhìn về đoạn sông Đà ở thượng nguồn có thể khẳng định đó là chốn tuyệt hiểm. Sông Đà xứng đáng với tên gọi con thủy quái, kẻ thù số 1 của loài người nơi đây. Đón xem phần 2 nhé. Hai chữ khái quát toàn bộ Người lái đò sông Đà của nhà văn Nguyễn Tuân, phần 2. Trong clip trước, thầy đã chia sẻ với các bạn về chữ kỳ và chữ tuyệt với sông Đà phía thượng nguồn, đó là chốn kỳ địa với những kỳ thạch, kỳ trận hiểm hóc làm nên chốn tuyệt hiểm. Hôm nay chúng ta sẽ đi nói về sông Đà phía hạ lưu. Đoạn sông Đà này được chia làm ba góc nhìn, với góc nhìn trên cao và góc nhìn của người đi rừng. Sông Đà hiện lên với những vẻ đẹp của những kỳ hình, kỳ sắc. Về kỳ hình, sông Đà như mái tóc tuôn dài đến bất tận giữa non nước Tây Bắc. Về kỳ sắc, đó là những sắc màu ngọc bích lấp lánh vào mùa xuân, sắc màu đỏ ửng mùa thu là sắc nắng lấp loáng tháng 3 đường thi huyền ảo. Với góc nhìn của người ngồi trên thuyền, sông Đà hiện lên như chốn kỳ cảnh khi cả ba thì quá khứ, hiện tại, tương lai cùng đồng hiện ở quãng sông này, cảm giác như lạc vào chốn thần tiên. Tóm lại, có thể nói sông Đà khúc hạ lưu hoàn toàn mang tính chất đối lập với sông Đà khúc thượng nguồn, đó là vẻ đẹp tuyệt mỹ, tuyệt sắc, làm say đắm lòng người. Hai chữ khái quát toàn bộ Người lái đò sông Đà của Nguyễn Tuân, phần 3. Trong hai clip trước, chúng ta đã cùng khái quát hình tượng sông Đà. Hôm nay, bằng hai chữ kỳ và tuyệt, chúng ta sẽ khám phá về hình tượng ông lái đò và cái tôi của Nguyễn Tuân. Trước hết, về hình tượng ông lái đò, đó là một kỳ nhân miền sông nước, vóc dáng đẹp như tượng tạc dù tuổi đã ngoài 70, tay dài lêu nghêu, nhãn giới cao vòi vọi và một trí nhớ tuyệt vời để thuộc hết lạch luồng của Đà Giang. Đặc biệt cùng với tài trí và sự dũng mãnh, ông đã chinh phục con thủy quái sông Đà bằng những tuyệt kỹ của 10 năm lái đò trên chiến trường gành thác. Thứ hai, về cái tôi của Nguyễn Tuân, có thể nói ông là nhà văn yêu thích cái tuyệt cùng tuyệt đích, ghét những thứ bằng bằng nhạt nhòa. Vì vậy mà đến với Tây Bắc, ông chỉ ham thích sông Đà, dòng chảy độc dữ nhất Đông Dương. Và bằng ngòi bút lãng mạn, Nguyễn Tuân đã tạo nên tác phẩm Người lái đò sông Đà, áng kỳ bút đẹp đẽ, sống mãi trong trái tim người đọc, dù là bao thế hệ.